Một tràng pháo tay lớn cho Việt Nam nha. Tây Nguyên đứng lên nha. Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc, không gì có thể dập tắt ước mơ thành công khi có app hoàn tiền 80% My Aladdin. Sự phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt, nhưng vui thôi, đừng vui quá. Quy mô của cái mạng lưới này nó rất là lớn rồi, nó thuộc cái quy mô mà xử lý hình sự, cho nên chúng tôi phối hợp với bên cơ quan công an để có những cái biện pháp xử lý phù hợp. Hoàn tiền 80-100% thì nghe nó vẻ là rất là phi thực tế, tôi không hiểu vì sao người ta vẫn tin tưởng. Bản thân mỗi người thì đều phải mời cái người khác tham gia và được hưởng lợi từ việc đó, thì có thể sẽ bị quy vào đồng phạm khi mà các cái đối tượng vi phạm bị truy tố về mặt hình sự. Có thể quy vào đồng phạm, nhưng hàng trăm nghìn người vẫn mù quáng tham gia. Đông người làm thì nó sẽ thành công, nhưng nhiều tiếng vỗ tay thì nó sẽ kêu. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, thế nên từ khi tham gia vào app My Aladdin, nhân viên của anh Tài cứ liên tục lôi kéo mọi người trong công ty cùng vuốt đèn thần. Hệ quả là người đó đã phải ra khỏi tổ chức. Một ngày bạn chả làm gì thì vuốt thôi. Khi đó thì mình rất lo sợ một vài anh em nữa họ lại theo. Thì như thế là cái tổ chức của mình nó sẽ rất là lộn xộn. Không thể nào có chuyện bạn không làm gì mà bạn vẫn ra tiền. Mình khẳng định đó là lừa đảo. Mình khẳng định rằng cái app đây sẽ sập. Và chắc chắn là điều rằng sẽ có nhiều người bị hệ lụy mất tiền. Và đương nhiên cũng có một số cái người kiếm được tiền từ hệ thống đấy. Nhưng mà những người còn lại chết thì đó là cái cách kiếm tiền bất nhân. Bỏ qua lời khuyên can của người quen và thậm chí của cả gia đình, nhiều người cứ thế đê mê vào thế giới làm giàu chỉ có trong chuyện cổ tích. Hơn tháng nay, cả gia đình này trở nên xáo trộn khi người ông trong nhà có một niềm đam mê mới. Ông ấy chơi cái gì là tôi cứ biết là sáng ngày ra là ông cứ lấy cái điện thoại ông vứt. Tôi biết là ông ấy đóng ở trên 7.000 rồi, gần 200 triệu, là 5.000, mà là hơn 2.000, là hơn 7.000. Giấu gia đình, ông đã tham gia app My Aladdin được 2 tháng qua lời mời mọc hấp dẫn của một người lạ. Mình nói mình nhiều điểm thì mình nhiều gem thì mình được nhiều tiền. 1.000 thì 5.000. Cái gì nó kích thôi, sao? Mấy cái chữ ở trong này ông có hiểu hết là cái gì không ạ? Cái này không biết, tôi không biết. Đây là cái gì ạ? Chưa tìm hiểu. Từ nhẹ nhàng đến gay gắt, từ van xin đến khuyên ngăn, những từ ngữ sắc thái cứ thế tăng cấp trong sự lắng nghe có phần rừng rưng của người lớn tuổi nhất gia đình. Chưa hiểu thì sẽ thành sẽ lâu rồi sẽ hiểu. Toàn rồi hết. Sau này là lấy cái hộp kia. Cứ lấy được nhiều tiền là hiểu hết. Không bao giờ mà mình ngồi dứt ngồi dối này mà mình kiếm cứ đẻ ra mà còn cái này đéo đâu làm cho. Người ta còn làm mồ hôi trên rồi mồ hôi dưới kia cũng còn vất vả. Người này học chứ làm gì cũng biết, một đứa trẻ con 3 cũng biết. Nghĩa là bố dừng ngay. Bị hấp dẫn bởi khoản tiền ảo được tăng theo cấp số nhân mỗi ngày, tâm đắc với thứ lợi ích viển vông, bỏ ngoài tai những lời thực tế. Chỉ khi chạm đúng vào chỗ ngứa, ông mới nhận ra nguy cơ của mình. 100 triệu của ông là có bất kỳ một cái giấy tờ nào không ạ? 160 triệu rồi. Giấy tờ thì nó không biết. Bây giờ người ta bảo là tôi là người giữa, tôi mua hộ. Tôi mình đã nhìn thấy chưa? Bây giờ ông phải biết cái sai của ông. Được rồi, tôi biết sai, được rồi, biết sai. Ông đã sai rồi. Số tiền của ông ấy, tôi chỉ yêu cầu của mình giữ, hoàn chỉnh lại số tiền này. Phân tích xong sai lầm, hai ông bà tức tốc lên đường. Ở cái tuổi ngoài 70, ông lại tích lũy thêm một kinh nghiệm mới. Không phải ước mơ gì cũng thành công, và không phải chuyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu. Về bản chất, My Aladdin đang lấy tiền của người sau trả cho người trước. Và khi không có người tham gia mua gem, thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó lấy lại được số tiền đã đầu tư. Ứng dụng này chưa được cấp phép hoạt động. Do đó người dân tham gia có thể dẫn đến mất tiền hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp. Cho đến nay mới chỉ có tỉnh Bình Phước và Hà Tĩnh là hai địa phương đầu tiên đưa ra lời cảnh báo đối với người dân trên địa bàn. Nhưng vòi bạch tuộc của ứng dụng mua sắm hoàn tiền 80% My Aladdin đã xuất hiện tại hầu khắp các địa phương trên cả nước. Chúng tôi xin được kêu gọi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng để những kẻ chủ mưu không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu như không có ai có lợi thì không bao giờ có ai làm cái này. Chắc chắn phải có người có lợi ở đây.